trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ pháp môn giải thoát không chẳng chỉ rõ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ mười địa bồ tát vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có mười địa bồ tát có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ năm loại mắt chẳng chỉ rõ sáu phép thần thông vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, huống là có năm loại mắt, sáu phép thần thông có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ mười lực Phật, chẳng chỉ rõ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, huống là có 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ pháp không quên mất, chẳng chỉ rõ tánh luôn luôn xả, vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ trí nhất thiết chẳng chỉ rõ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao này thiện hiện, vì trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được, huống là có trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có thể chỉ rõ được. Trong lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tất cả pháp môn Đà La ni, chẳng chỉ rõ tất cả pháp môn Tam Ma địa, vì sao này thiện hiện? Vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được. Vốn là có tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ quả dự lưu, chẳng chỉ rõ quả nhất lai bất hoàn a la hán. Vì sao? Này thiện hiện. Vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ quả vị độc giác vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có quả vị độc giác có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ tất cả hạnh đại bồ tát vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được huống là có tất cả hạnh đại bồ tát có thể chỉ rõ được trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế chẳng chỉ rõ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì sao này thiện hiện vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu chẳng thể nắm bắt được hướng là có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể chỉ rõ được.